Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh đơn thư của công dân Nguyễn Văn Dự, thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ. Cuối chuyên mục chúng tôi sẽ điểm đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Văn Dự cùng một số công dân thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ. Nội dung đơn thư tố cáo gia đình ông Bùi Xuân Hùng cùng thôn có thầu dài hạn ao với mục đích thả cá. Tuy nhiên, gia đình ông Hùng tự ý san lấp trái phép và xây dựng chuồng nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Theo dấu đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư đã đến thực tế tại địa phương và được biết hiện trạng diện tích ao gia đình ông Hùng đã san lấp mặt bằng và xây khu chuồng trại chăn nuôi lợn theo như phản ánh của công dân là đúng. Tại buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan cho biết, theo hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, thì ngày 22 tháng 7 năm 1995, Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan có hợp đồng giao khoán đấu thầu dài hạn với công dân Bùi Xuân Hùng, diện tích ao là 461m² và số tiền đã thu là 2.500.000 đồng để trồng cây đặc sản và nuôi thủy sản. Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan có nhận được đơn đề nghị của 11 công dân xóm 2 về việc gia đình ông Hùng tự ý lấp ao. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hội nghị giải quyết đơn và yêu cầu hộ ông Hùng phải có trách nhiệm làm rãnh thoát nước để tiêu nước cho xung quanh phần đất đường xóm liền kề với thửa đất do gia đình đã san lấp và dừng việc chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của các hộ xung quanh. Gia đình ông Hùng đã nhất trí thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã. 11 công dân tham gia trong đơn phản ánh thì có 7 người rút đơn, còn 4 người chưa nhất trí và tiếp tục làm đơn tố cáo gia đình ông Hùng tự ý lấp ao, thay đổi mục đích sử dụng. Tại buổi làm việc với phóng viên ngày 11 tháng 8 năm 2021, ông Hùng và ông Dự cho biết. Thế thì qua quá trình nó thực sự nó bảo thả cá, nhưng mà thả cá không bao giờ hiệu quả. Và chung quanh thế là đúng cái ao này nó thật chung quanh tất cả dân tỉnh là cũng là thả xuống. Thế thì không chăn thả được cá hơn tôi vừa để chuyển đổi mục đích. Để chăn nuôi. Tôi có sai, sai ở cái chỗ là trước khi tôi làm cái công trình bài mê lại Ủy ban Nhân dân xã, chính quyền xã. Đấy, là tôi quá sai, tôi nhận sai. Nhưng đây là tự ý thầu xong là san lấp. San lấp bằng lên xong giờ làm chuồng trại giữa một cái khu đông dân cư như thế này. Xong rồi là quán là cắt tóc ngay mà được. Chúng tôi rất là mong là các cấp lãnh đạo có thẩm quyền làm sao để giải quyết chung cho bà con được càng nhanh càng tốt để cho cái môi trường trong lành. Khi phóng viên đề cập đến việc giải quyết đơn thư của công dân, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan cho biết. Căn cứ vào chức năng thẩm quyền của địa phương thì cũng chỉ yêu cầu là gia đình phải trước mắt là phải làm cái hệ thống tiêu thoát nước để đảm bảo cái dòng chảy trong khu dân cư nó không bị ứ đọng khi có mưa. Cái thứ hai nữa là người ta kiến về cái chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, để yêu cầu gia đình là phải tạm dừng cái việc chăn nuôi. Nhưng mà trên cơ sở cái giải pháp của ban xã thì tạm thời là như vậy. Nhưng mà các hộ thì cũng không nhất trí với cái phương án cái thao gỡ của ban xã trước mắt như thế. Thì các hộ là có đơn quay sang đơn tố cáo, thì xã vẫn tiếp nhận và thực hiện cái quy trình là giải quyết đơn tố cáo. Và bây giờ là đang trong cái thời gian xây dựng báo cáo và ra cái kết luận. Thì trong cái thời gian gần nhất theo quy định thì sẽ mời các hộ có đơn lên để trả lời. Khi phát hiện gia đình ông Hùng tự ý đổ cát, san lấp mặt bằng, xây dựng chuồng nuôi lợn và nhà tạm, ngày 10 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản vi phạm và nội dung vi phạm về việc tự ý đổ cát lấp ao của gia đình đã thầu khoán dài hạn với Ủy ban Nhân dân và chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Biên bản lập ngày 6 tháng 5 năm 2021, nội dung vi phạm về việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao, gia đình thầu khoán, dài hạn và xây dựng hai công trình. Biên bản lập ngày 24 tháng 5 năm 2021, nội dung vi phạm tiếp tục xây quán bán hàng.
Như vậy, trong thời gian từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, chính quyền địa phương đến lập 3 biên bản vi phạm và cả 3 biên bản biện pháp xử lý là phải dừng ngay, không được vi phạm. Nếu cố tình sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Song đến nay, ao đã lấp và công trình nhà tạm, chuồng trại cũng được xây dựng xong, đang chăn nuôi. Qua vấn đề này, Ban biên tập hộp thư đề nghị chính quyền địa phương cần giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Ban biên tập hộp thư có nhận được thư của công dân Phạm Minh Sơn, thường trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, góp ý với các chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, nội dung thư như sau. Ông Phạm Minh Sơn cho biết, ông quê quán tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động và ông đi công tác ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1960. Ông thường xuyên theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Hưng Yên. Trong thư, ông Sơn nhận xét các chương trình của đài ngắn gọn, phong phú và ông thích nhất là các chương trình giới thiệu về di tích lịch sử Phố Hiến, giới thiệu các sản vật tiêu biểu của tỉnh như nhãn lồng, vải trứng, gà Đông Tảo, bánh răng bừa. Trong thư, ông Sơn cũng đề nghị đài tăng thời lượng phát sóng các chương trình dân ca, ca nhạc, hát về quê hương, đất nước. Vâng, thay mặt những người làm chương trình, Ban biên tập hộp thư Đài Phát Thanh và Truyền hình xin chân thành cảm ơn ông Phạm Minh Sơn đã thường xuyên theo dõi, động viên và góp ý với các chương trình của đài. Và chúng tôi xin thông báo với ông và khán giả, từ ngày 1 tháng 8, đài có xây dựng các chương trình ca nhạc cách mạng phát sóng lúc 10 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và buổi chiều lúc 14:30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy phát sóng các trích đoạn chèo, chiếu chèo cổ. Mời quý vị và khán giả cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. Đơn thư của ông Phan Văn Tuất, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ. Đơn thư của bà Nguyễn Thị Nụ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Đơn thư của ông Nguyễn Văn Vinh, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư của bà Phạm Thị Nhung, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Đơn thư của ông Vũ Văn Khánh, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư của ông Phạm Văn Quý, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Sau khi nhận được đơn thư của công dân, Ban biên tập hộp thư sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư của công dân Lâm Quang Tuyên, địa chỉ thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Nội dung đơn khiếu nại về việc chính quyền địa phương thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Có một số vấn đề liên quan đến việc xác định nguồn gốc, diện tích đất bồi thường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi để giải quyết theo thẩm quyền. Khi nào nhận được ý kiến phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài. Chuyên mục hộp thư truyền hình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn.